Ba anh em mình xin kính chào cô bác chị và bạn. Xin chào. Trước tiên ba anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị các bạn sức khỏe giàu năng. Tông Thành, hôm nay hai anh em ăn cái món này ha. Đây bạn Thái có làm rồi nhưng mà hai bạn chưa làm. Hôm nay ăn thử hai cái đầu heo nhưng mà mình loại bỏ hết, bớt hết phần mắt, phần lỗ tai, cái chút má rồi. Tại vì hai cái đầu này lớn quá, hai bạn mình nghĩ hai bạn ăn không phỉ. Heo quay bánh bò, có miếng khóm cho nó giật ngược lại. Ba ký hai yếu chút. Tức là bạn còn 3 ký đó bạn. Bạn này cũng như luôn. Bây giờ để cái dĩa đồ ăn xích sát vô dắt Thành, để mình dễ quay Thành. Để nó không gian nó xa quá khó quay. Để nó tôi quanh đây đi. Đó. Đây, tặng cho hai anh em mỗi người một ly nước luôn. Đây. Bỏ dưới đi. Uống hết rồi nhịn nha. Cứ tận dụng nước sử dụng nước cho nó hạn chế thiếu. Cuộc thi nào cũng vậy, mình là để cho anh em là một người một ly nước thôi cho công bằng. Ok ha. Rồi. Hai anh em hết cái phần này. Coi như là tất cả đều hết, rồi trừ bỏ xương thôi. Tại mình căng ký rồi. Số lượng thì nó 3 ký chứ thật chắc là xương trong đó hết 1 ký rồi đó. Ha. Cộng hết rồi giờ toàn bộ là mình ăn phải hết, là bỏ xương trong vòng 35 phút. Đó, hai bạn sao? Lắm. Làm hả? Từ từ nghe. Thắng có 1 triệu, thua được tiền xăng 3 chị ha. Sơn cũng đại diện hai anh em tổng mời cô bác chị bạn dùng heo quay với hai anh em của mình. Rồi chuẩn bị đi. 1 2 3. Lấy mình cái dĩa gì? Đó là từ từ có rồi em. Đừng phải nhắc em. Quên rồi. Cái này là em ạ, cứ lo xiết đi. Dùng dĩa là đó anh lo. Quật. Tâm. Tâm. Tâm nó ghim giấy á, ghim giấy báo á. Là nó phủ cái như mấy cái lỗ tai là nó phủ lại định cho nó cái khét. Hai bạn cái cung cạp sạch sạch thì mình nha. Thôi không có chơi quy củ nha hai bạn. Để mình bắt cái vụ mà còn thịt thì cũng kỳ lắm.
Thank you.
Cái sầm nó ăn không được rồi là bỏ đi thờ tung. Cái sầm mà cứng quá bỏ đi. Còn hành cũng vậy. Cái mình ăn không được bỏ đi, mình móc ra thì nó tung. Hương dâm á.
cái này mà đừng có thi lẹ quá. Ngồi thử thức ra đã rồi móc hết luôn. Ngon này, dính chút thì chấp nhận thôi, dính nhiều thịt bỏ hay tỏi, dính chút thì buộc phải dính thôi, cái đầu nó phải xương. Mấy miếng này nó trong dao à? Rồi em lỡ bỏ đi. Nói chung là anh không bắt buộc cái mà nhai không nổi mà bắt buộc. Tại đầu heo thì nói chung là nó lớn, người ta quay nó cũng phải một hai miếng, nó cái da nó phải nín thì nó còn dẻo dẻo, mình phải chấp nhận chuyện đó thôi.
Ăn gọn gọn đẹp luôn. Thôi đúng không? Em còn nhiều quá đúng không? Quá hay. Ăn 26 phút. Hôm nay Thành ăn mình thấy được các bạn. Ăn hôm nay gọn lẹ. Chứ không phải mà bữa là như là có vô thằng men ở bên nào không vô sao thấy gọn được lẹ này. Ok, phần thưởng của các bạn nha bạn Thành ơi. Hôm nay thắng lại làm như gung ta. Lâu ngày rồi. Dạ, cảm ơn. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị bạn sức khỏe và năng chờ nữa. Bye.